Đồng cảm với những khó khăn sau hậu quả lũ lụt thời gian qua, người dân cả nước luôn hướng về miền Trung ruột thịt. Nhiều hoạt động đã được kêu gọi để đồng hành cùng nhân dân vùng lũ, trong đó có các hoạt động khám chữa bệnh. Và mới đây thì Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng đã triển khai công tác tại nhiều tỉnh ở miền Trung nhằm nâng cao sức khỏe cho người dân sau lũ. Sau lũ, các bệnh về da liễu bùng phát mạnh bởi môi trường nguồn nước. Trong khi đó, thuốc men, cơ sở vật chất, điều kiện đi lại của người dân vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn. Bệnh viện Da liễu Trung ương đã thực hiện khám chữa bệnh tại nhiều điểm xã ở tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, là hai trong số những địa phương có thời gian ngập lụt dài nhất vừa qua. Chương trình thiện nguyện không chỉ khám bệnh, tư vấn sức khỏe mà còn cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con miền Trung. Đoàn công tác đã khám và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1.500 người dân. Bên cạnh việc xây dựng lại cơ sở vật chất thì việc bảo đảm sức khỏe cho người dân sau lũ cũng là một trong những việc làm thiết thực và cấp bách.